nguy hiểm đến con rồi sao, đúng không? Rồi nhưng mà cuối cùng thì sao? Rồi cuối cùng bác sĩ bắt mổ vì xuất huyết quá nhiều. Với là cái thai của em là nó bị bám thấp từ khi mà em mang thai nó. Đúng. Xong rồi bị quấn cổ hai vòng. Trời ơi, như vậy mà em còn nghĩ tới cái dáng em hay ghê á gì. Thì tại vì con em nó bé quá thì em nghĩ là thôi để em đẻ. Em đẻ được mà. Bự vậy thì đẻ được có gì đâu. Xong cuối cùng phải ký giấy, chồng vô về cũng chưa dám. Cuối cùng thôi, ba chồng vô ký giấy, đưa cái xoẹt vô phòng mổ, là mổ trong vòng nửa tiếng là bê em bé ra liền. Không, thực ra cái gọi là cái tâm trạng của Ý Nhi ấy, cũng có nhiều mẹ bầu có lắm á. Tuy nhiên chỗ này thì mình vẫn ủng hộ cái việc sinh tự nhiên. Có điều là cái này mà nếu như ngồi đây là một bác sĩ sản khoa thì tuyệt vời lắm nè, để nói cái điều này cho các bạn tin. Nhưng thực sự cái việc mà đứa trẻ nó chào đời á, nó là công lao của hai bên lận, là của bà mẹ và cả cái đứa trong bụng. Cho nên có thể là nhiều khi các bạn cảm nhận vậy nè, mình khỏe, mình to con, mình ổn, nhưng cái đứa ở bên trong nó có ổn hay không lại là câu chuyện của con. Và lúc này thì có thể là mẹ thì không cảm thấy có vấn đề, nhưng mà những cái tín hiệu từ con nó đã rất là nguy cấp rồi. Cho nên thật sự là chúng ta phải rất là cẩn trọng trong những cái trường hợp như vậy đó. Vậy rồi lần đầu tiên mình nhìn thấy con, cảm giác mình ra sao? Chắc là đã lắm. Lần đầu tiên mình nhìn thấy con, cảm giác mình ra sao? Chắc là đã lắm. Dạ không, xấu lắm. Nó xấu kinh khủng. Câu này thấy quen không? Thấy câu này quen không? Đẻ ra xấu kinh khủng là xấu cỡ nào em? Nó xấu như con khỉ đó. Em nói em với chồng em bé ra chỗ sao nhìn giống khỉ quá vậy? Hai vợ chồng nhìn là hết hồn luôn. Nó nhăn nheo mà nó đen nữa. Lúc đó con được bao nhiêu cân? Dạ có 2,5 kg à. Nhỏ nhất bệnh viện. 2,5 kg nên nó nhỏ. Nó nhăn là đúng rồi. Xong ông bà cứ bế đi quên bệnh viện, nhìn xem tự có con ai giống con mình, cháu mình không. Trời, thì các bà khổ tâm ghê. Thôi đi. Rồi sao? Rồi mình không có cảm thấy là sao không giống với tưởng tượng. Nói thật là em chẳng có cảm xúc gì hết trơn thật. Dạ. Nói có cảm xúc vui hay hạnh phúc thì em không có luôn. Em nhìn nó thấy sao nó xấu thôi. Lúc đó có thấy mình kỳ không? Nói ủa sao mà mình không có gì với con mình. Em tên là Ý Nhi, hiện tại đang mở một cái shop thời trang của em bé. Em 33 tuổi. Mình làm quen với nhau bằng việc kể cho nhau nghe về lần đầu tiên mà mình biết tin mình có thai như thế nào nè. Thì mình lúc mà mình mang thai thì mình không biết. Thì trước đó là mình có bị tai nạn, là sau cưới khoảng tầm 1 tuần ấy thì mình vào lại Sài Gòn đi qua đường ấy thì bị xe máy nó đâm thẳng vô bụng luôn. Mình mới đi cấp cứu. Thì lúc đó thì mình cũng sợ lắm. Mình tâm lý là mình sợ mình dính bầu hay gì đó thì mình cũng cẩn thận. Thì mình kêu bác sĩ là siêu âm. Siêu âm xem là mình có gì không, thì bác sĩ cũng siêu âm và bảo là không có bầu gì hết. Vậy là an tâm. Đúng rồi, thì kê thuốc rồi đi về nhà uống. Thì mình không dám uống thuốc. Mình nói với chồng là bảo là mặc dù bác sĩ nói là không có nhưng mà vẫn không dám uống thuốc. Vẫn cái kiểu mình linh cảm. Dạ đúng rồi. Thì xong mình bỏ hết thuốc, mình giấu chồng, mình giấu hết mọi người là mình không uống thuốc luôn. Thì tầm 1 tuần sau thì ở ngoài nhà là ba ông bà nội với bà ngoại vào là để tổ chức đám cưới ở Sài Gòn nè. Thì bà ngoại mới nhìn thấy là cái thay đổi của mình á. Thì là mình thay đổi là bà nhìn cái nét của mình, bà bảo sao mà nhìn nó đổi màu. Mình nói là thì nhiều khi là bị xe đụng hay cái bị gì đó. Xong bà mới bảo là thôi thử đi. Thôi mình cũng lơ luôn, mình nói trời làm gì có, vừa mới tai nạn xong thì làm gì mà có bầu được. Thì tổ chức đám cưới xong thì bà bảo lại thêm một lần nữa, mà lúc đó mình cũng cảm thấy mệt rồi á, mình thử thì lên 2 vệt rõ luôn. Xong cái từ đó là biết có bầu rồi, kể từ đó là nghén luôn. Là tự động nghén luôn, biết có bầu tự động nghén luôn. Chị còn nếu như mà không biết là họ khỏi nghén là không nghén nha, tức là mệt trong người là đi thử luôn á. Nhận phụ nữ dễ leo thang ghê quý vị ha, biết là leo thang cảm xúc quý chị tới luôn. Cái lúc mà mình tông xe nó quá nhỏ hay sao mà bác sĩ đã không nhận ra? Đúng rồi, chắc là quá nhỏ, nhưng mà nó tông cho cái bụng em là nó đen đổi màu cái bụng em luôn á. Là nó bị thâm tím nguyên cái vùng bụng này luôn nè. Mà bác sĩ siêu âm ngoài vẫn không ra. Siêu âm ngoài có chứ thể là siêu âm ngoài em nó kỹ tí không ra. Thì thử lên thì vào đó người ta siêu âm cái ấy đầu dò là mới ra là em có thai là mới thôi. Dạ. Nhưng mà cũng có những cái linh cảm kỳ lạ giữa mẹ và con á, không uống thuốc. Rất là hay ha. Rất là mấy cái chuyện đó. Này mình không lý giải được, không chắc ai lý giải được những cái linh cảm của người phụ nữ, đặc biệt là những người đang mang thai, những người làm mẹ.
Rồi sau đó thì sao, cái quá trình mình chăm em bé ở trong bụng nó có khó khăn cho mình không? Dạ cực kỳ khó luôn. Là em nghén từ lúc mà em biết cho tới lúc em sinh con ra. Trời đất ơi. Từ lúc mổ con ra là hết nghén. Nghén cho tới ngày đi sinh luôn. Dạ đúng rồi, không ngủ luôn. Hầu như 9 tháng 10 ngày đó chắc em ngủ được vài tiếng à. Là nghén ở đây là nghén không ngủ được cái... Dạ không ngủ, không ăn. Không ngủ là vì mình bị nghén hay là vì mình bị mệt quá mà mình không ngủ dạ, được? Dạ không, hai mắt cứ mở vậy nè. Là cứ nằm bất kỳ ngày đêm là cũng cứ mở mắt vậy. Trời ơi. Cả suốt ngày suốt đêm thì không nhắm lại được. Là bị như vậy luôn á, mà nói chẳng ai tin hết. Dạ. Sao dễ sợ vậy trời. Có nghĩa là thức như thế, thức liên tục như thế. Và không ăn luôn. Thế thì con sao? Khi mà mẹ mà bị ảnh hưởng cái nhịp sinh học như vậy, thì trong cái quá trình thai kỳ đó thì cái sức khỏe của con như thế nào? Con em hình như nó cũng không ổn. Là tại vì người ta thường là người ta siêu âm định kỳ, còn em hầu như là một tuần đi một lần á. Dạ. Là bác sĩ bắt mình như thế? Dạ đúng rồi. Người ta bảo là siêu âm nhiều là không tốt cho bé, nhưng mà em bắt buộc phải đi. Phải đi bởi vì nó cứ dọa sẩy liên tục luôn. Dạ. Đi làm được đâu tầm 2 tháng á thì nó bị ra huyết đen. Là lúc đó là nó dọa sẩy. Là chỉ nằm một chỗ thôi. Có bị treo chân luôn chưa? Dạ cứ kê hai gối là để lên cao vậy đó. Tại vì mình có những cái chị bạn á, mà trong những cái trường hợp tương tự như vậy, là cái mức độ chỉ định của bác sĩ là làm sao cho cái phần chân nó phải cao lên. Các bạn dùng từ treo chân á, để dạ, cho nó ổn định. Dạ đúng rồi. Là em cũng bị tới dạ, đó luôn. Kê gối lên là mình để cái gối cao lên. Rồi sau đó thì cái chuyện ăn uống đồ thì mình cũng có theo chỉ định không hay là? Dạ cũng theo chỉ định nhưng mà hầu như em không ăn được gì hết. Em ăn là em ói ra hết. Vậy thì mình phải uống sữa. Là hộp sữa cũng không luôn đó chị. Trời uống ơi. Uống 2 hộp của mẹ xong rồi không chịu nổi, không nạp vô được nổi nữa là mua yến. Trưng yến là cứ trưng yến ăn dần cho tới lúc gần sinh luôn đó. Trời ơi. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Vậy rồi cái lúc sanh nó có khó khăn không? Hôm đó là tầm 5 giờ sáng á, thì nó xuất huyết. Thường thì người ta vỡ nước ối với ra nước hồng là dấu hiệu sanh. Em không, xuất huyết luôn. Nhiều không? Dạ ít, lúc đầu là ít, lúc 5 giờ sáng. Đó là đi bệnh viện liền, tại bệnh viện cũng cách nhà em tầm cái số à. Nhưng mà đến đoạn đó là đã đến ngày dự sinh chưa hay là dạ, cái... trước 3 ngày dạ, là lúc đó chồng chưa về luôn. Chồng em phải về quê cho mẹ đẻ em chăm. Lúc đó là mình đang ở quê. Dạ đúng rồi, em 2 tháng đó về là để mẹ đẻ chăm ở quê để mẹ chăm được em bé được tí nào hay tí đó. Tại vì em bé lên ký ít lắm mà hầu như không lên à. Rồi thế là xong phải đây. Nhập viện. Dạ nhập viện thì em nhập viện từ 5 giờ sáng tới gần 5 giờ chiều mới sinh. Tại vì em nói người em bự con vậy mà con có chút ép à mà bảo bây giờ xin mổ sao mà kỳ mà tội con mà sợ không lấy lại dáng kỳ vậy. Em sợ là không lấy lại dáng được, người ta bảo là xin thường dị lấy lại dáng, xin mổ thì khó. Có những cái thứ mà mình cần lấy em nó quan trọng hơn cái dáng nữa đó. Dạ thì cứ ê quý vị, tôi nói câu đó ra giống như là tôi đang tự bào chữa cho tôi đúng không, nhưng mà đúng mà, có những thứ quan trọng hơn cái dáng nữa. Ví dụ khả năng nguy hiểm đến con rồi sao đúng không? Rồi nhưng mà cuối cùng thì sao? Để cuối cùng bác sĩ bắt mổ vì xuất huyết quá nhiều. Với lại cái thai của em là nó bị bám thấp từ khi mà em mang thai nó. Đúng. Xong rồi bị quấn cổ 2 vòng. Trời ơi như vậy mà em còn nghĩ tới cái dáng em hay ghê á gì? Thì tại vì con em nó bé quá thì em nghĩ là thôi để em đẻ. Em đẻ được mà. Bự vậy thì đẻ được có gì đâu. Xong cuối cùng phải ký giấy. Chồng chưa về cũng chưa dám. Cuối cùng thôi ba chồng vô ký giấy, đưa cái xoẹt vô phòng mổ là mổ trong vòng nửa tiếng là bê em bé ra liền. Không, thực ra cái gọi là cái tâm trạng của Ý Nhi ấy, cũng có nhiều mẹ bầu có lắm á. Tuy nhiên chỗ này thì mình vẫn ủng hộ cái việc sinh tự nhiên. Có điều là cái này mà nếu như ngồi đây là một bác sĩ sản khoa thì tuyệt vời lắm nè, để nói cái điều này cho các bạn tin. Nhưng thực sự cái việc mà đứa trẻ nó chào đời á, nó là công lao của hai bên lận, là của bà mẹ và cả cái đứa trong bụng. Cho nên có thể là nhiều khi các bạn cảm nhận vậy nè, mình khỏe, mình to con, mình ổn, nhưng cái đứa ở bên trong nó có ổn hay không lại là câu chuyện của con. Và lúc này thì có thể là mẹ thì không cảm thấy có vấn đề, nhưng mà những cái tín hiệu từ con nó đã rất là nguy cấp rồi. Cho nên thật sự là chúng ta phải rất là cẩn trọng trong những cái trường hợp như vậy đó. Vậy rồi lần đầu tiên mình nhìn thấy con, cảm giác mình ra sao? Chắc là đã lắm. Chắc là đã lắm.
Lần đầu tiên mình nhìn thấy con, cảm giác mình ra sao? Chắc là đã lắm. Dạ không, xấu lắm. Nó xấu kinh khủng. Con này thấy quen không? Thấy con này quen không? Ừ. Đẻ ra xấu con. Kinh khủng là xấu cỡ nào em? Nó xấu như con khỉ đó. Em nói em với chồng em bé ra chỗ sao nhìn giống khỉ quá vậy? Hai vợ chồng nhìn là hết hồn luôn. Nó nhăn nheo mà nó đen nữa. Lúc đó con được bao nhiêu cân? Dạ có 2,5 kg à. Nhỏ nhất bệnh viện. 2,5 kg nên nó nhỏ. Nó nhăn là đúng rồi. Xong ông bà cứ bế đi quên bệnh viện nhìn xem tự có con ai giống con mình, cháu mình không. Trời, thì các bà khổ tâm ghê. Thôi đi, rồi sao? Rồi mình không có cảm thấy là sao không giống với tưởng tượng. Dạ, nói thật là em chẳng có cảm xúc gì hết trơn thật. Dạ, nói có cảm xúc vui hay hạnh phúc thì em không có luôn. Em nhìn nó thấy sao nó xấu thôi. Lúc đó có thấy mình kỳ không? Nói, ủa sao mà mình sao mình không có gì với con mình hết, có thấy mình kỳ kỳ không? Dạ có. Cũng tự thấy mình kỳ kỳ. Dạ. Rồi khi nào thì bạn mới vượt qua được cái cảm xúc đó? Thì lúc mà nuôi con dần lên. Từ mấy ngày xong tháng, 2 tháng. Bắt đầu ông da dẻ ông thẳng ra, ông hồng hào lên không hả? Không, cũng phải là vì xấu mà như vậy đâu chị. Mà cảm giác như thế nó lạ lắm. Nó kỳ, nó không giống như mình nghĩ. Dạ, nó xa lạ lắm, nhìn nói chung là vậy. Nó chưa có cái sợi dây kết nối vậy. Dạ đúng rồi. Vậy có da kề da rồi có cho con bú ngay tại thời điểm chào đời không? Dạ không, ở ngoài em nó không có cái kiểu như ở đây là xin em bé ra rồi đặt được cho da kề da. Dạ đúng rồi. Thì em bế ra xong lúc xem là em vừa chích thuốc tê mà vừa chụp chích mê tại vì chích tê gây tê thì em không bị rệt một cái đau quá. Em bị dị ứng gọi là bị kháng tê luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái ụp luôn, em đâu biết là con em chào đời đâu. Rồi xong ra thì tỉnh lại thì là thấy con nằm một giống như là bạn này bạn bị một cái chứng, đó là cái chứng mà không thể nào ức chế trên thần kinh trung ương vậy đó. Ví dụ như bạn không ngủ được nè. Dạ. Có nghĩa là chúng ta có hai cái quá trình thần kinh rất là quan trọng đó, hưng phấn và ức chế. Thì tâm lý nó nghiên cứu điều này để nó chứng minh là tại sao có nhiều người dễ nổi giận hoặc là có nhiều người có thể buồn lâu buồn sâu á, các kiểu vậy. Thì có bạn này bạn vừa kháng tê nè, rồi bạn không ngủ được, nhưng có vẻ cái vùng hưng phấn, gọi là cái hoạt động hưng phấn của bạn trên vỏ não á, nó quá tốt đi, nó mạnh đến mức nó không tạo ra được ức chế. Cho nên tại vì cơ chế ngủ là cơ chế ức chế đó. Appetito siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu dành cho trẻ biến ăn. Như vậy thì cái quá trình chăm con của mình đó, nó có khó khăn cho em không? Tại vì cơ bản thì mình đã không có được một cái sợi dây gì với con hết. Thì mình chăm con như thế nào? Thật con em nó khó tới 3 tuổi lắm. Khó tới 3 tuổi lắm? Dạ. Khó là khó làm sao em? Khó nuôi, khó ngủ. Việc bệnh hoài luôn, đi bệnh viện là liên tục. Một năm đi như vậy là 1 tháng đi 3 lần. Mà nằm bệnh viện một lần là 7-10 ngày á. Là nó làm liên tục tới 3 tuổi, tới bây giờ hết rồi đó. Trong cái quá trình mình chăm con á, nó có cái gì nó bỡ ngỡ không? Thì tại vì là trong cái quá trình mang bầu á, thì em đọc rất là nhiều. Tính em hay lo mà. Em đọc hết sách vở gì, có gì về liên quan tới con, tới ăn hết. Uống là em đọc hết. Nhưng tới lúc sinh con ra thì em cũng thấy bình thường. Thực sự luôn, con em thì không có tiểu ti mẹ. Không phải là em không muốn cho ti mà đút tí vào là nó không chịu. Mà ví dụ một lần nó ti mẹ là ti rất ít, phải bế nó quên phòng vậy nè, nó mới chịu ti. Thì em đền phải mua máy vắt sữa ra. Và sữa em nhiều lắm. Một lần vắt ra cả lít lần á. Xong cái em thấy như vậy ổn thì em cho con em ti bình. Em lên dặn vậy thôi, bình thường. Rồi tới lúc ăn dặm thì em có học mấy cái cách ăn dặm của mấy mẹ bên Nhật á. Xong em làm cho con em như vậy, một tay em hết nuôi con là ăn uống, tắm rửa hay là mọi thứ là em làm hết. Là vì mình không có tin cậy ai để mình giao hay là vì kế bên mình cũng làm vụng về? Dạ không, tính em ôm đồm vậy đó. Cứ thích một mình nuôi con rồi một mình chăm con, ai đụng cũng không vừa ý. Thực sự là vì không vừa ý. Lát như vậy người thì có gây dẫn nhau đi uống cà phê sữa đá nha. Có xảy ra mâu thuẫn với lại người lớn không? Với mẹ, với là mẹ chồng á? Dạ có. Đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Chắc chắn là sẽ có đó. Mẹ chồng vào chăm bé cũng được 1 năm. Dạ 1 năm thì em đi làm mà. Đi làm thì nhưng mà được em cái em happy. Em có không ưa cái gì hay là không vừa ý cái gì thì em nói với chồng. Chứ em không bao giờ là góp ý thẳng với mẹ. Thì nên cái cuộc sống mẹ chồng nàng dâu chăm con thì nó cũng rất hòa bình. Thì ngoài quê thì người ta sẽ chăm kiểu ngoài quê, còn mình đây thì chăm kiểu trong mình thì mình khéo tí thôi. Em ví dụ như con của mình mà nó khó đến như vậy, tới 3 tuổi nó mới hết khó đúng không? Thì mình cái chế độ dinh dưỡng mình dành cho nó như thế nào?
nó có khác với những đứa trẻ khác không? Dạ cũng không đâu, em không có muốn con em kiểu mà mình chăm quá trở nên đặc biệt như vậy, sau lớn lên đi học rồi hư lắm. Xong em cho ăn như bình thường, ví dụ chị thấy cái mấy cái mẹ mà chia sẻ cái cách ăn dặm kiểu Nhật đó là như nào là em áp dụng cho con em y chang như vậy, nhiều rau, ít mặn, không hầu như là không ăn muối, chỉ ăn một ít nước tương tofu của Nhật thôi, là em nuôi bé từ đó cho tới 3 tuổi là theo cái chế độ ăn như vậy luôn. Mà trộn vía là đó, bé bây giờ là khỏe như vậy á. Dạ. Chỉ có cái là hay đi bệnh viện quá rồi nuôi mập lên thì nó lại teo lại thôi. Thế khi mà con đi bệnh viện là vì những cái nhóm bệnh cơ bản nào? Dạ, bé bị tay chân miệng 3 lần, 19 tháng, 18 tháng, 3 tuổi. Rồi mọc răng, nguyên cái hàm răng của bé là cứ một cái mọc là một cái nằm viện. Sốt 39, 40 độ không tự hạ được. Là cứ nằm bệnh viện 1 tuần tới 10 ngày là nguyên hàm răng của bé đó. Với cả bé bị cái amidan nó to bẩm sinh á. Là cứ trợ trời là bé sẽ vô bệnh viện. Nhưng em này là em bị liên tục trong vòng 3 năm là em không có ngày nào nghỉ hết. Đúng rồi, biết là chuyện đó bình thường nhưng mà làm nhiều quá cũng mệt ha. Dạ đúng rồi, dạ. Ví dụ như những lúc mà con nó quấy quá, nó khóc quá, nó có làm cho em cảm thấy là bực bội, khó chịu, muốn giục luôn đứa con không? Dạ có, cái tháng đầu tiên á là có bà ngoại phụ nhưng mà cũng ức chế lắm. Con em nó mang bầu thì nó khó, đẻ ra nó càng khó nữa. Là con ngủ, khó ngủ, khó ăn, không ngủ. Dạ, nó cũng không ngủ ban đêm, nó giống em vậy đó, nó khóc cả đêm. Người ta gọi là khóc dạ đề. Nó khóc dạ đề, đây là nó hét. Cái kiểu mà nó la lên như kiểu mà nó bị cái gì nó đau quá mà nó la, nó la cả đêm luôn, nó la tới sáng luôn. Là cứ phải bế trên tay đi cả đêm vậy đó. Suốt. Lúc đó chồng có còn ngoài ra chung mình không? Dạ chồng ra rồi, nhưng mà chồng ra được đâu 10 ngày là chồng lại vô, tại công việc thì lại không, em không có được nghỉ nhiều á. Xong thứ hai bà ngoại, có bà ngoại bà nội. Ban đêm thì bà ngoại với mẹ, còn ban ngày thì bà nội về, nhưng mà ban ngày thì nó ngủ, còn ban đêm nó hết tới sáng. Rồi có em bị stress nặng luôn á, xong em quăng nó luôn. Có một lần em bế nó xong em quăng nó một vòng luôn. Hả? Là quăng thiệt luôn á? Dạ đúng, một lần duy nhất. Thảy luôn hả? Lúc dạ. Mà thảy xong có sực tỉnh cơn mê em cưng? Dạ có, là em biết em bị stress rồi đó. Là sau này em nói với mẹ, xong cái từ đó là em không có bị nữa, tức là em nhận ra là em bị rồi. Nên em kiềm chế được. Rất là may mắn cho mẹ Bỉm này, đó là bạn ấy nhận ra được cái cơn trầm cảm của mình, nhận ra được vấn đề của mình và bạn dừng lại. Tại vì đây là cái tiền đề để xảy ra những cái vấn đề mà gây ảnh hưởng đến con cái. Đúng rồi, chính xác. Thực ra việc mà nhận ra nó là một cái mấu chốt rất rất quan trọng cho cái câu chuyện là chữa trầm cảm, hoặc là giúp các mẹ vượt qua những cái cơn stress trong cái quá trình mà gọi là hậu thai sản á. Sẽ có những cái liên quan đến những cái cách chăm con đúng của rồi. Người lớn và đặc dư biệt... luận thị phi xóm làng. Ví dụ chị nói cái chuyện khóc đêm của các con nha, ở thành thị có thể là hơi phiền hàng xóm, nhưng mà người ta tiếp nhận điều đó nó không có bị gọi là nó không bị thị phi á. Đúng rồi. Nhưng mà ở quê thì trong cái giai đoạn đó tất cả những cái khó khăn đó em có bị không? Dạ em bị hết á. Tôi hỏi ba xong cái mặt bấy gì nè, ngưng 3 giây. Tôi tưởng nó là không. Em bị hết. Kỳ quá. Rồi sao? Dạ thì em bị rồi em chạy qua bình thường thôi. Em được cái là em rất là tỉnh. Nhưng mà những cái đụng độ về ví dụ như là về cái kiên cử. Đúng rồi. Rồi chăm con nhỏ đi, là em đụng độ với mẹ em hay là với mẹ chồng? Dạ không, mẹ em. Thì ở quê thì đâu có được tắm giặt, không đến răng luôn chị. Quê là ở đâu em? Em ở Quảng Trị. Nhưng mà vợ chồng em thì lại ở đây. Nhưng mà sinh con thì ở đây không có người thân thì phải về với mẹ. Đúng rồi. Xong thì không đến răng. Không gội đầu. Không được tắm. Mà phải xông hơi cả tiếng luôn. Xông lá, xông thang. Dạ. Cứ nhốt mình vào trong một cái phòng ấy, đốt lên nóng ơi là nóng luôn. Lúc đó là tháng mấy? Tháng đầu tiên là em phải xong tới 3 tháng. Không, chị đang hỏi là em sinh tháng mấy á? Dạ em sinh tháng 4, nóng lắm. Tháng 4 mà Quảng Trị nữa. Gì? Em hưởng nguyên combo luôn á ý nhì. Nóng lắm, nóng kinh khủng luôn. Ôi thì đóng nhốt em vô phòng kín vậy đó. Xong em vô em trải một cái mền ở dưới vậy nè. Em nào em ngủ. Ngoài đâu biết đâu. Bà ngoại là bị lừa. Bị em lừa nguyên mấy tháng đó luôn á. Thì mình đóng cửa lại tới đúng mình hẹn đồng hồ tiếng là mình ra. Sau đó ngoại có biết là ngoại đã bị lừa không? Dạ có, sau này nói mà ngoại thì nói thôi ráng chịu đi chứ bây giờ đau lưng thì em đau lắm. Bởi vì là em lì như vậy á, bây giờ trời là đau kinh khủng luôn. Em hầu như không làm theo bà luôn á. Em đến răng. Em lén lén ở trong em tắm.
rồi em không xong luôn. Bây giờ cứ trội là đau nhất kinh khủng. Bây giờ là xin lỗi bà ngoại. Xin lỗi bà ngoại nhiều. Trong cái quá trình mà mình sanh con như vậy á, thì nó sẽ chắc chắn là cái cơ thể của người phụ nữ sau sanh á, nó có rất là nhiều cái thay đổi. Bạn có bị stress về cái vấn đề đó hay không? Và nó có ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng không? Dạ có. Thì thực ra thì vợ chồng em lúc có bầu nhóc thì là không đụng chạm gì nhau. Không chạm tới lúc mà nhóc gần 1 tuổi luôn á. Ồ. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là từ lúc mình cấn bầu cho đến khi sinh con ra và con gần 1 tuổi. Dạ đúng rồi. Là phải gần 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Vậy thì em có lo sợ. Tại sao kiêng em? Tại sao kiêng? Tại vì thai yếu hay vì hổng muốn hay vì hai người nghĩ rằng chuyện đó là không được hay sao? Dạ vì một phần là do thai em yếu. Có một phần là chồng em kỵ lắm. Ông có đứa đầu ông kỵ lắm, ông sợ lỡ có chuyện gì. Nên hai vợ chồng cũng không. Nhưng mà rồi khi sanh em bé ra rồi thì cũng đâu có vấn đề gì đâu. Ông vẫn kỵ nữa. Ông kỵ cái gì lúc đó? Thì em bị mổ. Ủa mổ mà. Ông sợ vết thương. Ủa không làm ăn gì tới cái vết thương. Vết thương là ngoài da. Dạ, mà chồng em kỵ, chồng em kỵ lắm. Xong gần 1 năm sau mới hai vợ chồng. Nhưng mà hai vợ chồng cái chuyện đó rất là happy. Cũng chẳng có gì hết vấn đề. Đó. Nhưng mà nó gián đoạn thời gian rất là dài. Dạ đúng rồi. Chị hỏi thiệt nha. Dạ. Giờ nói thiệt đi. Mặc dù chồng thì kỹ, mình biết là chồng kỹ. Nhưng mà dạ, cái cảm xúc của em á, em có chấp nhận cái cơn kỹ đó của chồng em một cách tự nguyện và cảm thấy bình thường không? Hỏi thiệt á. Dạ lúc đầu thì cũng hơi khó chịu. Nhưng sau này rồi riết nó quen luôn. Nó quen mà cái vẻ mặt rất cam chịu như Lan. Kiểu như là em biết là em cũng thay đổi gì được hết cho nên quen luôn. Kiểu dạ đúng, thiệt, rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì có happy trong chuyện đó không? À dạ happy, bình thường. Tới lúc mà con lớn xíu mà con đỡ khó thì lại ok. Chuyện vợ chồng happy rồi, giải quyết xong rồi, sau 1 năm là xong rồi. Dạ. Thật ra thì tôi có cảm giác là cái cô này cổ chất chứa cái gì đó trong lòng á. Bạn này thuộc dạng nhiều lo âu nè, nhiều lo âu nè. Mà nói thẳng ra thì sợ. Nhưng không thích chia sẻ nè. Bạn nói là bạn hay chia sẻ với chồng, nhưng mà chị tin rằng là chẳng qua là chồng em là người nghe nhiều hơn người khác thôi. Dạ. Chứ cũng không có nghĩa là cái gì em cũng nói với chồng đâu. Không, em thì cái gì cũng nói với chồng, nhưng mà chồng tiếp thu được bao nhiêu thôi. Dạ. Thôi nè, bây giờ thì nhân cái chương trình này á, mình có muốn nhắn gửi cái gì với... Với ai? Với ai, chồng mình hoặc là mẹ chồng hoặc mẹ mình hoặc là với một cái người nào đó thì mình cứ mạnh dạn nhắn gửi đi. Dạ, thì qua đây thì em muốn nhắn với chồng em là bớt vô tư đi, giúp vợ việc nhà với bớt cái điện thoại lại chơi với con. Con cảm ơn ba mẹ, ông bà nội với bà ngoại suốt thời gian qua là ủng hộ vợ chồng con về lẫn tình cảm lẫn vật chất. Con cảm ơn ba mẹ nhiều và mong ba mẹ luôn luôn khỏe để mà ở bên cạnh tụi con lâu hơn. Rất là cảm ơn bạn. Cảm ơn một cái người sống đúng nghĩa là bình tĩnh sống luôn á. Rất là bình tĩnh sống. Không có vấn đề gì hết. Cái gì tới thì mình nhận. Mặc dù mình cũng là một người rất là lo lắng. Không, bạn này là dạng Hà Lan. Đây là một người mà luôn nghĩ về rất nhiều vấn đề. Nhưng mà nghĩ xong rồi thì cũng không có vấn đề gì hết. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình.